hỏi anh kêu cái gì vậy? Cho một chai rượu một dĩa mồi. Dạ anh đợi chút. Nè, ở đây là quán rượu, có biết dậu hay không mà vô? Thì không biết uống rượu, có ăn cũng được vậy. À chị ơi. Dạ. Cho rượu thôi nha, khỏi lấy mồi tôi không ăn đâu. Dạ dạ. Tôi quen rồi, đi uống chứ không có ăn. Muốn uống hả? Uống luôn á. Cạn. Ê, ê, nuốt vô. Cay quá à. Sao? Không biết uống thì đừng có cố. Con nít mày đặt tập làm người lớn chỉ cho khổ vậy. Con sợ chú đâu. Uống thì uống, uống nữa. Kiểu này tôi đoán chừng 3 ly nữa là chết ngắt. Kệ người ta, thích như vậy á. Được, nếu thích thì tôi chịu. Nhưng mà nè, có bị làm sao á thì đừng có trách. Tôi uống nhiều lắm đó. Chị ơi, cho thêm chai nữa đi. Dạ. Dạ, của anh đây. Cảm ơn. Con cạn trước à. Sao rồi, có chịu nổi nữa hay không? Dư sức luôn á. Nè, sao chú không uống vậy? Uống đi. Chú mà không uống là chú thua con luôn á. Uống đi. Nè, đây chú ăn đi nha. Ờ thôi được rồi. Nè, để đó tôi ăn. Ăn đi, ăn đi mà. Hay quá. Nè, nếu như mà mệt đó thì phải nghỉ, không có được ráng nữa biết chưa. Bữa nay con nói cho chú biết nha, con uống với chú tới bến luôn. Tưởng đâu mà cái rượu này khó uống lắm, ai dè đâu rượu ngon quá trời. Cạn ly. Cạn. Dạ có anh đây. Cảm ơn nha. Nè, uống không được thì thôi, đừng có ham quá nha. Tiền nè, cảm ơn bà chủ nhiều nha. Dạ. Sợ con chưa? Con nói chú biết nha, bây giờ con giống như là giang hồ hữu kiệt vậy đó. Con giết chú luôn á. Bữa sau đừng có rủ con nhậu nữa nghe chưa.
Cái này á thì chú công nhận. Mới uống lần đầu tiên mà đã dữ dội như vậy. Tại hạ xin bái phục. Bái phục. Nè, bây giờ tại hạ chú Tuấn có muốn con hát cho tại hạ chú Tuấn nghe không? Bây giờ khuya rồi, con hát hò gì nữa? Quán người ta đóng cửa rồi kìa, mình về thôi. Con muốn hát mà. Tại hạ chú Tuấn phải nghe con hát. Ha. Thôi được rồi, hát, nhưng mà hát nhỏ thôi kìa chứ, để người ta còn nghỉ ngơi nữa. Con hát nhỏ nhỏ. Con hát nhỏ nhỏ. Trường xuôi ơi con. Nè, đã hứa là hát nhỏ rồi mà, làm gì la lớn như vậy? Không hát nữa, bực bội quá à. Vậy thì uống rượu. Đại ca, uống đi đại ca. Hả? Cái gì? Uống đi. Mới vừa kêu tại hạ chú Tuấn, bây giờ thành đại ca là sao? Nè thôi, con say lắm rồi, đừng có uống nữa, đi về đi. Con chưa có say mà. Đại ca, phải uống nữa. Nhưng bây giờ đại ca say rồi, đại ca không uống nữa, đi về được không? Đại ca say rồi đúng không? Đại ca sai rồi thì con uống. Nè, để cho con không có được uống nữa. Nè, nè. Đại ca cứ ngồi yên đi mà, chuyện này để con lo hết. Con vừa uống mà vừa ngâm thơ nữa đó. Ngâm thơ thì được, nhưng mà không được uống nữa nghe chưa. Không bạn thì uống một mình ta. Mời trăng cùng nâng chén. Mà bữa nay không có mặt trăng chú ơi. Không có mặt trăng. Bữa nay không có trăng uống với sao được không chú? Uống với sao cũng được. Vậy thì mời sao cùng nâng chén. Với bóng nữa là ba, chú nữa là bốn, con nữa là năm. Cạn ly. Nè, nè, con sao rồi? Đừng có làm chú sợ nha. Mặt chú Tuấn mắc cười quá à. Bộ mặt chú bị làm sao hả? Chú làm cái gì mà mắc cười? Con thấy một chú Tuấn, hai chú Tuấn. Nè. Biết ngay mà. Bà chủ ơi, tính tiền. Con ghét chú. Sao chú lại bỏ con một mình? Chú mà đi rồi con sẽ nhớ chú lắm. Chú không được đi đâu hết. Chú phải ở bên con. Mãi mãi nè, cũng phải ở bên con. Vậy hả? Con tỉnh rồi hả? Vậy hả? Thì ra là đang mơ ngủ. Già tới nơi rồi mà giống như là con nít vậy. Thank you.
tôi gửi. Dạ cảm ơn. Không biết đêm qua uống nhiều như vậy cô bé có bị làm sao không nữa. Mình lo cho cô ấy. Nhưng tới đây thì mình lại ngại chạm mặt Lão Tuất. Nhị Hà ơi, Nhị Hà ơi, Nhị Hà, Nhị Hà ơi. Nhị Hà, tối qua có bị làm sao không? Sao vậy? Chú, con này xấu lắm, chú không được nhìn đâu. Chú tự vô nhà ngồi chơi nha. Đúng là con gái mà. Sao mà lâu dữ vậy ta? Dì Hà ơi, dì Hà, dì Hà ơi. Vậy mà cũng ngủ được sao? Dì Hà. Dì Hà. Trời đất ơi, dậy đi. Khách tới nhà mà nằm ngủ dậy được đó hả? Xin lỗi chú, đau đầu quá. Nè, sao tối hôm qua thấy hăng lắm mà bây giờ thấy trong người sao rồi? Con ói nguyên đêm luôn á. Bây giờ đau nhức quá. Thôi, qua đây ngồi đi, tôi xoa đầu cho. Thiệt hả? Ừ. Mạnh hơn nữa được không chú? Được rồi, sao? Đã biết sợ chứ? Con sợ quá à. Từ giờ về sau con thề với chú luôn, con không uống rượu nữa đâu. Mà tại chú hết á. Ủa, sao lại tại chú? Thì tại vì chú, chú không cản người ta gì hết. Người ta đã không biết uống rượu rồi. Người ta mà chết hả, người ta bắt đền chú luôn á nha. Nè, đại ca có cản được đâu mà cản. Đó, cho chữa cái tật. Thấy sao rồi, đã bớt đau đầu chưa? Đỡ rồi. Nhưng mà chú xoa tiếp đi, mạnh mạnh lên chú. Chú, bộ tối qua chú đưa con về hả? Con sai quá, không nhớ gì hết á. Trời đất ơi, hỏi gì vô duyên vậy? Không phải chú đưa con về thì ai đưa? Nè, con đói chưa? Có muốn ăn gì không? Chú đưa con đi ăn. Bây giờ con chỉ muốn ngủ thôi. Nhức đầu nè, buồn ngủ nữa. Vậy thôi chú đi ăn, rồi chú mua về cho con nha. Thôi, hay là con ngủ chút xíu rồi con đi ăn với chú nha. Không lẽ bây giờ chú phải ngồi đây chờ con ngủ sao? Bây giờ á, con cứ ngủ đi, rồi chú đi mua đồ ăn, về hai chú cháu mình ăn chung. Thôi.
Hay là chú ngồi cho con giữ ngủ nha. Hả? Chứ lỡ chú bỏ trốn rồi sao? Dì Hà. Dì Hà. Con gái à. Con ra đi. Ba. Con không được đụng cho con gái của tôi. Ai cho cậu vô nhà? Ba. Là con mời chú ấy vô nhà mà. Chú ấy đâu có làm gì đâu. Bà đã cấm con gặp cậu ta rồi, tại sao con không nghe lời ba vậy? Hả? Con à, cậu Tuấn à, chuyện đã xảy ra lâu rồi, tôi mong cậu hãy quên đi. Xin cậu hãy buông tha cho con gái của tôi. Ba, ba nói gì vậy ba? Tại sao ba lại căng thẳng như vậy? Chú ấy đâu có làm gì con đâu ba. Tôi xin cậu, cậu hãy tha cho cha con tôi. Lỗi lầm ngày xưa tôi đã sám hối rất nhiều rồi. Bây giờ tôi chỉ còn mỗi một mình đứa con gái này. Xin cậu hãy từ bi độ lượng. Ba. Chú Tuấn, chú Tuấn. Dì Hà. Con không được theo cậu ta. Không thì bà nói hay sao? Con có biết cậu ta là người như thế nào không hả? Bà cấm con không gặp gỡ cậu ta nữa nghe chưa? Chú Tuấn tốt với con lắm. Tại sao vậy? Tại sao bà lại cấm con? Chú Tuấn. Nhi Hà. Nhi Hà. Chú Tuấn. Con đi về đi. Chú Tuấn. Chú Tuấn, chú đứng lại. Chú nói là con đi về đi. Con thấy hình như quan hệ của hai người không bình thường chút nào hết. Ba con, ba con sợ chú trả thù. Chuyện gì đó đúng không chú? Đúng. Con đoán đúng rồi đó. Ngày xưa chú và ba con có thù với nhau, một mối thù rất là sâu đậm. Thì ra là như vậy. Có lẽ chú và con không nên gặp nhau nữa là tốt nhất. Biết đâu một ngày nào đó chú không kiểm soát được mình lại ra tay với con thì sao? Con không sợ chú. Đó là chuyện, chuyện xưa với ba con và chú mà. Con không quan tâm. Dì Hà đúng là con nhỏ, chưa trải qua nhiều chuyện nên không hiểu. Mối thù của ba con và chú là mối thù truyền kiếp, mà vĩnh viễn đời này kiếp này chú không thể nào quên. Nhưng chú đã nói là chú quên rồi mà. Chú không nhớ sao? Chú nhớ chứ. Đúng là chú rất muốn quên đó đi, nhưng quả thực chú không làm được. Con có thấy vết thương trên vai của con không? Sao mà chú biết con có vết thương ở trên vai? Vì đó là vết đạn do ba dì Hà đã bắn chú, nhưng không may đã bắn trúng vào con. Liệu con có xóa được vết thương đó không? Không chứ gì. Con đi về đi, đừng tìm chú nữa. Chú. Thank you.
Tuấn nè, lại có chuyện gì không vui sao? Dạ không có gì đâu anh. Cậu không biết nói dối đâu, nhìn gương mặt cậu là biết có tâm sự buồn rồi. Tôi xin cậu, cậu hãy tha cho cha con tôi. Lỗi lầm ngày xưa tôi đã sám hối rất nhiều rồi. Bây giờ tôi chỉ còn mỗi một mình đứa con gái này. Xin cậu hãy từ bi độ lượng. Thôi thôi thôi, mọi người cứ vui vẻ đi nha. Vui vẻ đi nha, uống đi anh. Không có chuyện gì hết đó. Em mời anh nha. Vậy Hà ơi. Vậy Hà. Dạ. Vậy Hà. Nhi Hà, về ăn chút gì đi con. Ba mua món này là con thích nhất đó. Về ăn miếng đi con. Con không muốn ăn. Thôi mà con gái, ba năn nỉ con đó. Hôm qua tới giờ con có ăn miếng nào đâu. Đang ăn miếng đi con. Con muốn ăn mà. Ba ơi, ba đem ra đi, con muốn ăn. Ba đừng có làm phiền con nữa. Hả?
Dạ chào anh. À, chào cô. Dạ. À, anh cho em hỏi Nhị Hà dậy chưa vậy anh? Nó dậy rồi. Nó nằm trong phòng á. Tôi kêu nó ăn mà nó đâu có chịu ăn đâu. À. À. Hay là cô vô trỏng cô khuyên nó giúp giùm tôi. Từ qua tới giờ nó không chịu ăn uống gì hết. À, vậy em xin phép anh nha. Em vô. Cảm ơn. Vậy hả? Vậy đi con. Là cô nè. Chuyện gì vậy cô? Cô nói đi. Có chuyện gì mà sao con buồn quá vậy? Nói cho cô biết đi. Nè, con làm như vậy cô thấy lo lắm đó. Con khổ quá. Có chuyện gì mà lại khổ? Chuyện gì? Nói cho cô nghe coi. Ba con không cho con gặp chú Tuấn. Rồi chú Tuấn cũng không thèm gặp con nữa. Con buồn quá. Thôi, cô hiểu rồi. Thì ra là Nhị Hà của cô đang yêu phải không? Đợi tôi chút nha. Dạ. Anh đây nè. Biết anh ở đây rồi. Nhưng mà chú Tuấn đâu rồi anh? À, còn ngủ. Không biết có chuyện gì. Cả ngày hôm qua nhậu về ngủ ly bì cho tới giờ cũng chưa dậy. Hỏi gì cũng không chịu trả lời. Nhưng có chuyện gì mà anh thấy em lấm la lấm lét như vậy tối qua? Em đến đây cũng vì chuyện này nè. Chuyện này là chuyện gì? Anh biết con bé Nhị Hà phải không? Biết, sao? Nó cũng y xì cậu Tuấn vậy đó. Anh có biết chuyện gì xảy ra không? Ờ, không. Anh, hình như là hai đứa nó đang thương nhau đó. Trời, hai đứa tụi nó thương nhau à? Ừ. Trời, vậy mà tôi nghĩ không ra ta. Cha, cậu Tuấn này cũng giấu kỹ thiệt à. Anh à, em thấy hình như là tụi nó đang giận dỗi gì đó. Em cũng mới vừa biết được. Bây giờ em đang tìm cách để giúp tụi nó nè. Tức là ý em muốn vun đắp tình cảm cho hai người đó đó hả? Chứ sao? Nhưng mà bằng cách nào? Anh đó, cái gì cũng giỏi. Chỉ mỗi có chuyện tình cảm là dở à. Chuyện tình cảm của anh còn dở, nói gì đến chuyện của người ta. Nè, thôi, để em nói kế hoạch cho anh biết nha. Ờ, sao? Hiểu không? Anh cứ làm theo như lời em nói đi. Vậy nha. Ờ. Ý vậy đó. Ờ. Thôi kệ, ráng giúp tụi nhỏ đi. Chứ thấy tụi nó sầu não em thấy tội nghiệp quá. Thôi em về nha. Ý, làm gì gấp vậy? Sao ngồi chơi một chút nữa đi. Em còn phải qua gặp Nhị Hà nữa nè. Chuyện của mình á, rồi em sẽ gặp anh sau. Đi chú. Thank you.
sao lại không nói ở nhà mà phải ra đó? Anh Thành hôm nay sao vậy ta? Con đi đâu đó? Ba, con có công chuyện, con đi chút xíu nha ba. Tự nhiên là thay đổi, lạ lắm đó nghe. Mới nãy thấy rau héo như là chợ chiều, còn bây giờ tươi như là qua nhài buổi sáng kìa. Ba này. Nè, con đi gặp ai vậy? Con đi công chuyện, con đâu có gặp ai đâu. Bà nói rồi, bà cấm con là dính với thằng Tuấn đó nghe. Con biết rồi mà, bà cứ nói hoài à. Ba. Con đi nha ba. Cô nói thiệt hả? Cô nói thiệt. Cô không được gạt con đâu á nha. Ây, tôi chỉ là người chuyển lời thôi. Không tin á thì thôi. Đâu có. Con tin mà. Con tin cô mà. Thôi mà, cô đừng có giận con. Cô tuyết hoa xinh đẹp của con. Nè, cô bé này giỏi cái tài nịnh lắm. Đúng không Kiều Như? Anh Tuấn dừng lại. Dạ. Anh Tuấn. Anh Tuấn. Nè Kiều Như, lâu quá rồi anh không gặp em. Lúc này em ốm hơn lúc trước đúng không? Dạ còn già nữa chứ. Anh ơi, quay xe lại giúp tôi đi. Dạ. Anh không thấy em già đâu. Giờ đây, đứng trước mắt của anh vẫn là Kiều Như, chạy xe đụng bể hết chục trứng gà của anh. Nè,
Lúc này có còn là công chúa ngủ nướng nữa hay không vậy? Anh còn nhớ chuyện đó sao? Chọc người ta hoài. Em bây giờ là quận chúa rồi, không còn là công chúa nữa đâu. Với anh, em vẫn là công chúa thôi. À, thì ra là quê nội của em ở đây. Lâu nay anh đi đâu mà bỏ quê đi biền biệt, không tin tức gì hết vậy? Sau khi trải qua nhiều chuyện không hay, anh đã quyết định từ bỏ cái mảnh đất mang lại cho anh nhiều đau buồn đó. Nhiều khi anh cũng rất là nhớ quê, muốn về nhưng bà lại không dám, tại vì anh sợ những ký ức kề xưa tìm về với anh. Đây là nhà của em nè. Nhà em bán lồng đèn sao? Ừ. Đẹp thiệt đó. Thôi mình đi vô nhà đi anh. Ừ. Chị Kiều nhớ. Ừ. Đây là bé Hiền, bán hàng cho em. Còn đây là chú Tuấn, bạn của chị. Dạ chào anh. Thôi vô nhà đi anh. Ừ. Dạ chào cô muốn mua gì ạ? Ờ, để cô coi cái đã. Dạ. Loại này đẹp nè cô. Ừ. Anh uống trà đi. Cảm ơn em. Không biết từ lúc nào em lại có thói quen uống trà. Ngày trước em đâu có thích uống trà. Chắc tại là do lúc này em chững chạc hơn. Kiều Như nè. Chồng con của em đâu? Sao anh không thấy ai hết trơn vậy? Chồng và con em đi đâu hay sao vậy? Em chưa có chồng. Ủa, em nói sao? Em chưa có chồng à? Tại sao vậy? Anh có biết tại sao em lại chọn nghề bán lồng đèn hay không? Có lần em nghe một câu chuyện rất là hay. Có một cô gái trẻ, khi hai vợ chồng mới cưới nhau thì người chồng được lệnh vua phải ra chiến đấu. Cô gái ở nhà chờ đợi mãi không thấy chồng về, và cũng không có bất cứ tin tức nào, nên cô vô cùng buồn bã. Rồi một đêm, cô gái nằm mơ và một vị tiên xuất hiện. Vị tiên đã dạy cho cô gái làm một chiếc lồng đèn và dặn cô gái hàng đêm phải thắp đèn treo ở ngoài hiên. Cô gái đã làm theo. Chỉ sau một thời gian thì người chồng đã quay trở về. Dù thân thể anh ta mang rất nhiều thương tích, từ đó về sau em cứ ước một ngày nào đó mình sẽ được thắp những chiếc lồng đèn giống như là cô gái trong câu chuyện. Em bán lồng đèn không phải là mưu sinh, mà để hàng đêm em được thắp nhiều ngọn nến của hy vọng và những ước nguyện trong lòng mình. Mong chàng trai ngày xưa sẽ quay về dù có mang thương tích hay không. Rất lâu rồi không? Em mong được nhìn thấy anh, được nghe anh nói. Em mong đến xót xa trong lòng. Đã mười mấy năm rồi.
kêu chứ. Nè, hôm qua tối thui, bữa nay sáng trưng rồi, vui rồi phải không? Sao anh biết chuyện của em? Thì đoán vậy mà. Vậy là cậu với Nhị Hà làm quà rồi phải không? Ủa, em với chị Hà có gì đâu mà làm quà anh? Ủa, chứ không phải cậu đi gặp Hà sao? Đâu có. Em vui á, là vì hôm nay em gặp lại một người bạn cũ. À, vậy à? Anh à. Em có đọc miếng giấy mà anh gửi, nhưng mà em xin lỗi. Tại vì lúc trên đường đi, em gặp lại một người bạn cũ đã nhiều năm không gặp. Em vui quá cho nên là em quên mất chuyện của anh. À, mà anh muốn bày chuyện gì với em thì anh cứ nói luôn đi. À thôi, ta gạt chuyện đó qua một bên đi ha. Nè, đọc đi. Thưa gì vậy anh? Đây là lá thư của Trung ương gửi cho phân khu. Chúng ta được giao một nhiệm vụ rất là quan trọng. Vấn đề này em thấy rất khó khăn. Làm sao mà chúng ta tìm được người bán vũ khí để mua đây? Tôi biết là rất khó. Nhưng mà bây giờ tổ chức rất cần vũ khí. Bất cứ giá nào chúng ta cũng phải hoàn thành nhiệm vụ này. Ngày mai tôi với cậu sẽ đi đón biệt phái viên của Trung ương cử ra đây để đưa tiền chúng ta mua vũ khí. Chúng ta có cần báo cho anh em biết chuyện này không anh? Không cần đâu. Chuyện hệ trọng như vậy càng ít người biết thì càng tốt. Nếu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cần thêm người thì chúng ta mới điều động. Dạ. Cái con nhỏ này tới giờ nay mà chưa chịu về nữa. Sao vậy? Có chuyện gì vậy con? Sao tội là bụi rổ không vậy? Con không có sao hết á. Con không uống rượu. Con buồn quá. Cho con uống thôi. Đi. Đưa lên. Cho con uống đi đưa mà. Đi. Con gái của đứa gì? Không ra tích sự gì hết trơn à? Con muốn chết. Con muốn chết. Ba đưa chai rượu cho con đi. Không. Con muốn uống nữa. Có chuyện gì mà con nói gỡ với con gái? Ba đưa chai rượu cho con đi. Chú Tuấn, bây giờ chú Tuấn không có thương con nữa. Chú đã có bạn gái mới rồi. Chú hất hủi con. Chú Tuấn không có thương con. Chú Tuấn không thèm lo cho con. Cho con uống cho chết đi. Thôi mà. Bà đưa cho con. Con. Thôi. Trời ơi. Để bà đưa con vô phòng đi. Bà buông con ra. Con ơi là con. Chủ Tuấn. Chữ Tuấn là
đúng là quá nghiệt mà. Bà tôi Lụa ơi, ngày trước bà đã muốn giao nó cho thằng Tuấn, thì giờ nó lại yêu thằng Tuấn. Là ông trời an bài chuyện này, hay là do bà sắp đặt để trêu người tôi đây? À, bà Tư Lụa, ta tới trại đó Tuấn. À mấy chú ơi, à mấy chú cho tôi hỏi thăm, lúc nãy có một người đàn ông nào khoảng 40 tuổi đi qua đây mà tướng tá cao bằng tôi không? À cũng có một người, mà hình như ông ta lên bờ rồi thì phải. Cảm ơn hai chú nha. À, đúng là chúng ta bị trễ rồi. Hay là bây giờ chúng ta thử tìm xung quanh coi, ông ta là người lạ đến không thấy chúng ta, cũng đi xung quanh đây thôi. Ờ cũng có lý. À đi. Ờ mà nè, hồi nãy người khách phương xa có nói, nếu như có ai đến hỏi á thì cứ nói là khách phương xa đến thăm những người bạn. À, chúng tôi là những người yêu quý bến sông, chờ khách phương xa đây. Đình Quang, cậu có phải Đình Quang không? Trời, Tuấn, sao mất tích lâu dữ vậy? Cậu đúng là đồ đáng chết mà. Nè, ông Sư Gia, không ngờ lại gặp cậu ở đây. Nè, coi bộ bây giờ cũng chững chạc dữ rồi hen. Thì chúng ta cũng đã có tuổi hết rồi còn gì. Nói vậy, cậu cũng là người của phân khu này hả? Còn cậu? Còn cậu chính là đặc phái viên của Trung ương sao? Ừ. Vậy ra chúng ta là người đồng chí hướng rồi. Mừng quá. Vậy là hai cậu đã quen biết nhau trước. Giới thiệu với cậu, đây là anh Nguyễn Bá Thành, phân khu trưởng của phân khu Hội An. Em xin giới thiệu với anh, đây là Đình Quang, là bạn đồng sanh đồng tử của em lúc còn đi học. Chào anh. Thôi, chúng ta nên đi, ở đây không tiện đâu. Dạ, chờ tí xíu. Đi anh. Đây là tiền của Trung ương giao cho phân khu của anh để mua vũ khí, xin anh nhận cho. Đình Quang, tại sao Trung ương lại giao nhiệm vụ quan trọng này cho phân khu nhỏ như tụi mình vậy? Trung ương đã tính toán rất kỹ đến chuyện này. Mặc dù đây là vùng đất rất nhỏ, nhưng lại là một vùng kinh cạn sầm uất, có rất nhiều thương nhân nước ngoài đến đây để mua bán. Cho nên cái việc mà tìm đối tác để mua vũ khí thì đây là một nơi rất dễ dàng so với các khu vực khác. À,
rất có lý. Nhưng mà để tìm một đối tác mua bán vũ khí rất là khó. Nếu như chúng ta không cẩn thận, dễ bị lộ lắm. Trước giờ tổ chức của chúng ta thiếu rất nhiều vũ khí, vì vậy chưa có kết quả tốt. Lần này Trung ương đã xác quyết, bất cứ giá nào chúng ta cũng phải chuẩn bị thật kỹ cho cuộc chiến này. Vì vậy giai đoạn tới sẽ có rất nhiều chuyển biến. Và một lần nữa, Trung ương cũng hy vọng rằng phân khu của anh sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Ừ. Tôi thay mặt cho phân khu của chúng tôi xin hứa với Trung ương, chúng tôi sẽ hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ mà Trung ương đã giao phó. À, cậu hãy chuyển những lời này đến Trung ương giúp tôi. Dạ, em chắc chắn sẽ chuyển lời. À. Định Hoàng, cậu tính đi luôn hay sao vậy? Đúng ra sau khi giao tiền và chuyển lời của Trung ương xong á, thì mình sẽ đi về ngay. Nhưng ai ngờ đâu lại gặp được cậu, thì tôi với cậu phải đấu một trận nghiêng thành đổ nước. Thì lúc đó tôi đi mới cam lòng. Đúng là thanh niên các cậu gặp nhau là như vậy. À, về cái chuyện này thì tôi đây không có tham gia. Anh có tuổi rồi, còn ở đây để cho em lo. Nè, hôm nay phân khu nhỏ chính thức nhận lời thách đấu của Trung ương hội. Sao? Vậy giờ ông anh muốn đấu làm sao? Cứ bình tĩnh đã, đừng có vội. Tôi có bất ngờ dành cho cậu. Anh Thành à, tụi em ra ngoài chút nha. À, thì hai người cứ việc tự nhiên, nhưng mà nhớ đừng có quá chén nha. Anh cứ an tâm đi, chuyện của em á thì anh khỏi lo, nhưng anh cứ chuẩn bị hậu sự để lo cho thằng Tuấn này là được rồi. Nè, tự cao ngạo mạn để rồi coi đi. À, em xin phép. À. Ừ. À. Kiều Như, có khách nè. Anh Tuấn. Kiều Như. Anh Hoàng. Mời hai anh vô nhà. Mời hai anh ngồi. Anh làm em bất ngờ quá à. Mười mấy năm rồi bây giờ mới gặp lại anh đó. Hôm qua thì gặp anh Tuấn, hôm nay thì tới lượt anh. Em vui quá à. Đúng là quả đất xoay tròn mà. Ông bà ta có câu á, có duyên thì sẽ gặp. Cậu có bất ngờ không Định Hoàng? Quá bất ngờ. Mình vui lắm Tuấn. Tuấn nè, vậy là cậu với Kiều Như là một cặp rồi hả? Nè, anh Hoàng nói nhỏ gì đó. À, không có gì đâu em. À, đừng có đoán lên tin. Mà hai anh uống nước. Không được, mình phải kiếm chỗ nào vui vẻ một chút. Vô tử bất thành lễ. Mười mấy năm rồi mới gặp lại mà Kiều Như. Dạ được. Vậy để một chút em vô thay đồ đã nha. À, thôi khỏi, Kiều Như đẹp mà, không cần thiết phải thay đồ đâu. Có đúng không Tuấn? Vậy để em kêu bé Hiền coi tiệm rồi mình đi ha. Ừ. Hiền ơi, dạ. Tới coi tiệm giùm chị nha. Dạ. Nè, bây giờ mình đi thôi anh. Em nôn nóng muốn biết chuyện gia đình của anh với Thu Dân lắm rồi đó. Mà hai người sao rồi? Bây giờ á, Thu Dân đã trở thành nương nương của bốn đứa con anh rồi. Thiệt hả? Trời ơi, để sai quá vậy.
Em xin lỗi. Anh nhắc là em nhớ tới Thu Dân quá à. Mà hôm nay mình phải say mới được nha. Hôm nay sao em hăng quá vậy? Thì tại em vui quá mà. Thôi mình đi đi hai anh. Đi. Mình đi. Trông chú ấy vui vẻ quá. Chú ấy đã quên mất mình rồi. Có lẽ những cảm nhận của mình về tình cảm của chú ấy dành cho mình chỉ là ảo tưởng. Chào gì hả? Ông Diệm Lan. Chào ông. Dì Hà. Dì Hà đi đâu về mà trong buồn bã quá vậy? Không có gì hết á. Chào ông tôi vô nha. Dì Hà. Nè, tôi quên nữa. Cái này là hôm trước ông để quên ở nhà tôi đó. Tôi trả lại cho ông nè. Dì Hà tuyệt tình với tôi vậy sao? Đây là tấm lòng. Tôi có chuyện này. Tôi mời ông vô nhà. Tôi muốn nói chuyện với ông, không biết ông có phiền không ? Không sao đâu bác. Nhưng mà nói ở đây hơi bất tiện. Hay là kiếm chỗ nào mình lai ra nha. Dạ, vậy đi nhậu hả? Dạ, mời bác. Tôi biết có một chỗ quán đồ ăn ngon lắm. Dạ. Rượu cũng ngon nữa. Vậy thì mình đi ha. Dạ, mời bác. Dạ cậu. Dạ. Bác à, bác muốn dùng gì bác gọi đi. Cái gì cũng được. Vậy cô làm cho vài món đặc biệt đi. Dạ. Cảm ơn. Ông Diệm Lan à. Quán này tại bác nói là có chuyện riêng muốn nói với con nên con mới chọn chỗ này. Bác yên tâm đi. Quán này chỉ có con và bác thôi. Dạ. Con mời bác. Mời ông. Bác à, con là bạn của Nhi Hà. Bác đừng gọi là ông, nghe xa lạ lắm. Vậy thì mời cậu nghe. Dạ, mời bác. Cạn. Cạn, cạn. Cảm ơn anh. Ủa, anh Lâm. Ủa, Tuấn. Ủa, sao đông vui vậy? Anh nhậu một mình hả? Không ấy, anh ngồi chung với tụi em đi. Nhưng mà có tiện không? Giới thiệu với hai người. Đây là anh Lâm, huynh đệ kết nghĩa của tôi. Chào anh. Chào. Thôi, em. Mời anh ngồi. Chào anh, mời anh ngồi. Chủ quán ơi. Dạ. Cho cái chén. Chén của anh nè.
Dạ, mời hai cậu. Dạ, dạ con mời bác. Cảm ơn cậu nghe. Mời bác dùng tự nhiên. Dạ, cảm ơn cậu. Giờ bác cứ nói đi. Vậy hả, có chuyện gì mà bác muốn nói với con vậy? Quả thật thì về chuyện này cũng hơi tế nhị. Vốn dĩ tôi không muốn can thiệp vào chuyện tình cảm của con Nhi Hà, nhưng mà hiện nay nó đã thương một người, cho nên tôi không thể chấp nhận được. Nên tôi đành mạo muội đến nhờ cậu chuyện này. Nhi Hà yêu ai vậy bác? Nó đang yêu thằng Tuấn. Không biết là cậu có biết người này hay không? Tuấn à? Nhi Hà! Phù Dung! Chú Tuấn! À! Chú Tuấn! À! Chú Tuấn! Sao chú lại đây? Chú Tuấn! Chú đừng có chết mà chú Tuấn! Sao chú lại ra đây chứ? Chú Tuấn! Như vậy là cô biết chàng trai đây. Ra là Nhị Hà yêu thương hắn mà lạnh nhạt với con. Yêu là chết trong những ưu sầu, mà tình yêu vẫn luôn mang phép nhiễm màu và luôn mang theo đớn đau. Lòng luôn vương vấn mong chờ, nó kiếp ba sinh lòng chưa quên. Thôi thì cứ vui cho qua ngày, buồn chi để tâm tư ném tu đầy. Thì thôi buồn ơi cứ đi, để riêng tôi vài phút giây này, để rồi đôi tay lại đan tay. Tôi cũng biết là cậu quý mến con Nhị Hà, nên tôi muốn nhờ cậu chiếu cố đến nó nhiều hơn. Nhưng mà cô ấy có vẻ không thích con. Điều này hơi khó đó bác. Tôi nghĩ chúng ta nên phối hợp với nhau, đó là cách tốt nhất. Phối hợp sao hả bác? Phần tôi sẽ cấm nó gặp thằng đó, và tôi sẽ nói tốt cho cậu. Còn phần cậu thì hãy quan tâm và gần gũi với nó nhiều hơn nữa. Tôi cũng nói thật với cậu là bất cứ giá nào tôi cũng không cho con tôi quen với thằng Tuấn đó đâu. Tuyệt đối không bao giờ. Nhưng anh chàng đó đã làm gì mà bác lại không thích vậy? Vì tôi với cậu ấy có một mối thù. Một mối thù mà mãi mãi không thể xóa được. Tịch thượng hữu kỷ kiều như qua, lô trung hữu tủ như kim ba, nhãn tiền đắc tán dĩ nan nhận, hà sự mang mang thân hậu danh. Trên chiếu có người đẹp tựa hoa, trong giò có rượu sánh tựa vàng. Việc trước mắt được thua còn khó, thì cớ gì mơ ước chuyện mai sao? Ê, chủ quán. Dạ. Cho cái chén. Dạ có liền.
Mang chén chi vậy anh? Hai cậu làm thơ hay quá, tôi uống ly không được nữa, tôi phải uống chén. Chén của anh nè. Cảm ơn. Dạ. Uống chén mới đã. Việc trước mắt được thua còn khó, thì cớ gì mơ ước chuyện mai sau. Hey! Anh Lâm, bộ anh Lâm công thích cái câu trên chiếu có người đẹp tựa như hoa hay sao? Thích chứ. Nhưng mà cái đó để cho cậu Tuấn đi, như vậy thì hợp hơn, đúng không Kiều Như? Anh Lâm uống chén thì em sẽ uống chén với anh Lâm. Lấy một cái chén nữa. Dạ. Kiều Như đúng là nữ trung hào kiệt. Anh, còn tụi em học được uống chén hay sao anh? Dạ, cảm ơn. Dạ. Anh Lâm nè, tụi em cũng là lang trung hào kiệt mà. Đình Hoàng với cậu á, hay quá, không thể nào uống ly được, phải uống bằng chén. Chủ quán. Dạ. Thêm hai cái chén nữa. Rồi, khói liền. Nè anh. Dạ, chén là chị. Dạ, cảm ơn. Dạ. Đây. Nè anh. Đây. Cảm ơn anh. Còn trời, còn nước, còn mây, còn huynh, còn đệ, ta còn say xưa. Có Lâm, có Tuấn. Có Hoàng. Kiều Như mỹ nữ, ta cùng cạn ly. Hay lắm. Nào. Đêm nay không sai không nghỉ. Không sai không, không, sai nghỉ. Không nghỉ. Cạn. Đêm hôm qua uống say, sao hôm nay dậy sớm dữ vậy? Mình dậy sớm riết cũng quen rồi. Tuấn nè, hôm qua gặp anh Lâm, mình có suy nghĩ này, không biết ý của cậu làm sao. Có chuyện gì cậu cứ nói đi. Cậu với anh Lâm á, là quan hệ chi giao. Phải. Dạ lại, anh ấy là người của một ban hội lớn ở đây. Mình muốn mua vũ khí nên hỏi anh ấy là tốt. Nhưng mà như vậy có được hay không? Thật ra mình thấy anh ấy rất yêu quý cậu, và cũng là một người trung thực nữa. Cho nên nếu mình tiết lộ chuyện này cho anh ấy, thì mình tin là anh ấy sẽ giữ kín chuyện này và không tiết lộ cho người khác biết. Vì đây là nhiệm vụ tuyệt mật, nên mình có suy nghĩ như vậy. Ý này của cậu rất hay, đúng là suy nghĩ chín chắn. Người của Trung ương có khác ha. Thôi được rồi, hôm nay mình sẽ gặp anh ấy nói chuyện thử. Dừng lại. Dạ. Cho gửi, cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Tuấn. Anh Lâm. Chào anh. Chào em. Ủa, có chuyện gì mà hai cậu muốn gặp anh vậy? Quả thực là em có chuyện này. Nếu như anh không phải là anh em của em thì em không dám nói ra đâu. Chắc là anh biết em đang làm công việc gì mà. Anh biết.
Không lẽ Đinh Quang cũng cùng chung băng họ với Tuấn sao? Anh đoán đúng rồi. Hai đứa em cùng tham gia tổ chức cứu quốc. Và điều em muốn nói với anh hôm nay cũng liên quan tới chuyện này. Thú thật với anh, hiện giờ tổ chức của tụi em đang cầm một số lượng lớn vũ khí. Nhưng thật lòng mà nói với anh, chúng em cũng không biết mua ở đâu. Anh là người có quan hệ rộng, nếu như anh biết ở đâu thì hy vọng anh giúp tụi em. Thì ra là vậy. Thì ra là hai cậu muốn mua vũ khí. À thấy sao anh? Chúng ta đã là anh em. Thú thiệt, hai cậu hỏi việc này với anh là đúng người rồi. Nếu người lạ thì anh không dám. Với hai cậu, anh nhất định giúp hai cậu mua vũ khí. Em cảm ơn anh. Một lần nữa, em thay mặt tổ chức xin cảm ơn sự giúp đỡ này. Đình Hoàng cứ khách sáo với anh hoài. Nếu nói chính xác á, thì anh cũng chẳng ưa gì bọn họ và lũ chó săn của chúng. Và lại, chúng ta là anh em, được giúp hai cậu anh thấy vui lắm. Không phải cảm ơn đâu. Anh nói vậy sao được? Kiểu gì thì anh cũng là người bỏ công giúp tụi em mà. Cũng chả phải bỏ công gì đâu. Nói thật với hai đứa thì ban hội của anh cũng có bán vũ khí. Đây cũng là nhân tiện làm ăn, không phải cảm ơn đâu. Dạ. Chuyện gì vậy Lâm? Dạ, đây là huynh đệ cách nghĩa của em. Đây là Tuấn, còn đây là Đình Hoàng. Hai người này bàn với đại ca chút chuyện. Chào ngài. Chào cậu. Chào cậu. Chào anh. Mời hai cậu ngồi. Cậu uống trà đi. Có chuyện gì mà tìm tôi vậy? Xin phép cho tôi được nói thẳng với ngài lý do tại sao ngày hôm nay tôi đến đây gặp ngài. Chuyện là như vậy. Vừa rồi tôi có nói chuyện với anh Lâm và được biết ban hội của chúng ta ngoài việc kinh doanh những công việc khác thì còn kinh doanh và cung cấp vũ khí cho những khách hàng có nhu cầu. Hai cậu chờ tôi một chút. Tụi bay ra ngoài đóng cửa lại cho tao. Tuyệt đối không cho ai ra vô dạ, hết. Dạ. Đi đi. Dạ. Dạ. Được rồi. Bây giờ cậu nói tiếp đi. Chúng tôi biết ngài cung cấp vũ khí. Và hiện giờ chúng tôi đang cần một lượng vũ khí rất là lớn nên mới tìm đến ngài. Và hy vọng ngài có thể cung cấp cho chúng tôi. Nhưng các cậu cần vũ khí để làm gì? Xin lỗi, vấn đề này tương đối quan trọng với sinh mạng và sự nghiệp của tôi. Vì vậy tôi cần phải biết rõ lý do. Nếu như không phiền, hai cậu phải nói cho tôi biết hai cậu cần vũ khí để làm gì. Hai cậu yên tâm đi, tôi là người làm ăn rất uy tín. Bất cứ thông tin gì của khách hàng tôi tuyệt đối giữ bí mật. Đó là quy tắc làm ăn của tôi. Chính vì vậy hai cậu cứ nói đi. Nếu như ông đã nói như vậy thì chúng tôi xin thưa rõ với ông lý do chúng tôi mua vũ khí. Thiệt sự là chúng tôi không phải mua vũ khí để làm việc mờ ám, mà dùng để cứu quốc giải phóng dân tộc. Chúng tôi là người của tổ chức cứu quốc. Thì ra hai cậu là người của tổ chức cứu quốc. Vấn đề này không phải là chuyện nhỏ đâu. Rất nghiêm trọng, không phải là chuyện chơi.
Bình thường gọi đây là phản loạn. Đại ca, hai cậu này là huynh đệ thâm giao của em. Cậu Tuấn đã từng cứu mạng em. Em mong đại ca giúp đỡ hai người để em được báo đáp ân tình này. Được rồi, không vấn đề gì đâu Long. Tôi sẽ bán vũ khí cho hai cậu. Còn chuyện các cậu dùng vũ khí để làm gì, tôi không quan tâm. Cướp, giết người hay là cứu quốc gì đó, tùy các cậu. Nhưng tôi có một yêu cầu. Yêu cầu gì? Tôi có một điều kiện. Là một điều kiện với cậu Tuấn. Liên quan tới tôi sao? Điều kiện gì vậy thưa ông? Điều kiện này có liên quan tới một cô gái. Có lẽ điều kiện này đối với cậu không là gì, nhưng mà đối với tôi nó rất quan trọng. Nếu như cậu toại nguyện cho tôi thì tôi sẽ toại nguyện cho các cậu. Chúng ta phải sòng phẳng với nhau. Sao, cậu thấy được không? Nhưng mà đó là điều gì vậy? Ông cứ nói đi. Chắc có lẽ cậu biết cô gái tên Phù Dung. Phải, tôi biết Phù Dung. Yêu cầu này của tôi có liên quan tới mối quan hệ giữa cậu và Phù Dung. Nếu cậu thực hiện yêu cầu này của tôi thì tôi sẽ bán vũ khí cho các cậu. Các cậu cần bao nhiêu thì tôi sẽ cung cấp bấy nhiêu. Xin ông hãy nói rõ điều kiện. Tôi muốn cậu tránh xa Phù Dung, càng xa càng tốt. Từ đây về sau không bao giờ được gặp cô ấy nữa. Nhớ là mãi mãi. Cậu hiểu không? Sau khi nói chuyện với ông Diệm Lan về, mình thấy cậu có vẻ ưu tư. Bộ cậu bận tâm chuyện gì nữa hả Tuấn? Mình không có gì đâu, chỉ là những suy nghĩ vẩn vơ thôi. Vậy chứ cái cô gái tên là Phù Dung có quan hệ gì với cậu? Cô ấy chỉ là một người bạn quen bình thường của mình thôi. Tuấn ơi, cậu nói dối dở tệ à. Nếu chỉ là quen biết bình thường thì ông Diệm Lan đâu có đưa ra yêu sách như vậy. Nhưng mà thôi, đó là chuyện riêng của cậu, mình cũng chẳng muốn tò mò làm gì. Nhưng mà nè, mình muốn cậu phải thực hiện thật tốt nhiệm vụ mà ở trên đã giao. Còn chuyện tình cảm, mình đồng ý với cậu, nó rất quan trọng, nhưng không thể so sánh được với tổ quốc. Mình nói như vậy á, mong là cậu sẽ hiểu. Mình hiểu mà Địch Hoàng. Cậu cứ yên tâm, mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ thật tốt. Chắc chắn là như vậy. Kiều Như kìa. Anh Đình Hoàng, anh Tuấn. Kiều Như. Kiều Như đứng đợi lâu chưa? Cũng không lâu. Anh Hoàng nè, anh đi sớm như vậy em thấy tiếc quá. Đúng vậy, đã quá lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau. Nhưng mà cậu phải đi sớm, mình cũng cảm thấy rất lưu luyến. Bây giờ chúng ta là người đi chung một con đường,
Sợ gì lại không gặp nhau hả Tuấn? Anh cho em biết chút quà cho Thu Dân và mấy đứa nhỏ. Cảm ơn Kiều Như. Anh cho em gửi lời hỏi thăm Thu Dân. Anh nói với nó là khi nào mà em sắp xếp được thời gian, em sẽ thăm nó và mấy đứa nhỏ nha. Anh sẽ nhắn lời hỏi thăm của Kiều Như tới Thu Dân. Nhưng anh mong lúc Kiều Như vào thăm anh thì phải có cả thằng Tuấn nữa. Em á, phải đưa thằng Tuấn đi cùng giúp cho anh. Nhưng biết ảnh có chịu đi không mà đưa theo. Không cần biết á, nó có chịu hay là không. Em cứ lôi, cứ xích, cứ xiền, hay làm bất cứ cái gì mà em cảm thấy hiệu quả. Kiều Như, nhớ là anh nghe chưa? Không được để cho thằng Tuấn nó thoát. Anh ủng hộ em, nhớ nha. Tuấn nè, ông Suya, tôi làm hết rồi đó. Cho tôi ôm cái coi bạn Hiền. Nhớ nè, Kiều Như là một cô gái tốt. Cậu phải bù đắp những tổn thương mà cô ấy đã chịu đựng vì cậu đó. Mình biết rồi. Nè, lên đường mình đã. Cho mình gửi lời hỏi thăm Thu Dân và mấy đứa nhỏ. Kiều Như à, trước khi anh lên thuyền, anh hy vọng là hai người sẽ được ở bên nhau. Gặp nhau hôm nay, không biết sau này có gặp lại không nữa. Đây. Mình muốn là hai người nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau như vậy hoài, là một đôi mãi mãi. Kiều Như, giúp anh toại nguyện nha. Thôi, xin phép mình đi. Dạ. Mà nè, nhớ nghe, có làm cái gì á thì hai người làm cho nhanh nhanh đi. Chứ làm chậm quá mà đông con nít quá, rồi gặp ông xui gia này á mà đòi làm xui á, lúc đó tôi từ chối đó nghe chưa. Em biết rồi, anh lên đường bình an nha. Đưa em tới đây thôi, em vô nhà đi. Anh không vào nhà uống một chút nước sao? Anh đi từ sáng tới giờ rồi, anh phải gặp anh Thạch. Anh muốn bàn với anh ấy chút chuyện. Em cứ vô nhà đi. Nếu vậy thì anh đi trước đi. Sao em không vô nhà mà anh phải đi trước vậy? Em muốn nhìn thấy anh đi. Dạ anh về đi.